Hôm nay tôi sẽ tháo mấy cái hình nhỏ này ra để trang trí lại những hình pixel lớn hơn nha. Đầu tiên là vẽ con Koromi. Với cái hình này thì không có tốn nhiều màu, chỉ có hai màu đen với hồng thôi. Xong rồi thì cắt ra. Trong lúc đó tôi đã vẽ thêm Doraemon và con mèo nữa. Coi cái tường nhà bị chóc sơn quá trời luôn. Cũng hên là có mấy cái hình này dán lên đó nha.